Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tin mừng Maria đầy ơn phúc bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ hai, hôm nay con hãy đem đến cho cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm họ vào lòng thương xót cuốn giò của cha. Chính họ là những người đã cho cha ghi lực để gánh chịu của khổ nạn cay đắng của cha. Đó là những dòng kênh để lương thương xót của cha thông trào cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thân trong chúng con để mọi người nhìn thấy chúng con đều tôn vinh cha toàn hương đang ngự trên trời. Suối nguồn tình yêu Thiên Chúa vừa thì nơi những tâm hồn tinh thiết được ngụm lặn trong biển tình thương, sáng ngời như tinh tu, sáng ngời như bình minh. Lạy cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến đoàn người ưu tiên trong vườn nho của cha, đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ. Xin cha ban cho các ngài sức mạnh phúc lành của cha, nhân vì tình yêu của trái tim con cha là nơi các ngài đang được ấp ủ. Xin cha thông ban cho các ngài quyền năng và ánh sáng của cha, để các ngài có thể dẫn dắt tha nhân trên đường cứu độ, và đồng thanh ca ngợi lòng thương xót vô biên của cha đến muôn đời. Amen. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mẫu châu báu cực thánh của con cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh để dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục.
Đây mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.